Chào các bác nha. Hiện tại hôm nay là ngày 22 đây. Ngày 22 âm lịch đây. Hiện tại là kênh của mình đang có mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ. Đấy, hôm nay là ngày 22, các bác ra đây giao lưu HC. Nói chung là không đông như ngày 12 nhưng cũng khá là đông. Đấy thì bây giờ mình sẽ đưa các bác đi tham quan một vòng HC ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, hiện tại là đang có mặt ở cổng đây. Thì ở khu vực hôm nay cũng có một số bác đây đang đến chuẩn bị giao lưu đây. Bên này có một số bác đang giao lưu HC đây. Đi qua một vòng cho các bác xem là không khí ngày hôm nay thôi nhé các bác nhá. Hôm nay không đông lắm nha. Đây thì ở bên này, ở bên gần tượng đài thì có 2-3 cặp đôi. Thì sẽ đưa các bác đi tham quan hết vòng thôi. Hôm nay là không đông lắm. Nhưng mà các bác khi xem video này thì các bác ấn nút đăng ký các bác nhé. Thì các bác khi nào đăng video mới lên thì các bác được xem luôn. Thì mục đích là kênh Ăn Uống Lạng Sơn muốn chia sẻ cho các bác xem những văn hóa ẩm thực người Lạng Sơn thôi. Đấy thì bây giờ sang khu vực bên này các bác nhá. Bên này có một số các bác, khoảng 5 đôi bên này thôi. Đấy. Đây, hôm nay thì có như vậy thôi các bạn ạ.